Chap 201, tinh giáp hồn tướng, giọng nói Đỗ lão vọng xuống bên dưới vang lên ba chữ người giám sát, khiến Tống Vân Tường và em Loli ngơ ngác ngước nhìn lên trên chiếc vô vàng mãnh ký ức mà hai người chỉ tập trung vào cái lỗ có lão già thò đầu ra thôi. Những gì mà tên Đỗ lão này nhớ về người giám sát, đó là sứ giả của thần được các vị thần đích thân sáng tạo ra ở trong nền văn minh siêu cổ đại của kỷ nguyên thứ không. Trong kỷ nguyên này bọn họ được gọi là tộc Lăng Thị. Sau một lúc soi mói tìm kiếm giữa mê cung bạc ngàn những cây cột trắng, lão mới chú ý một già một trẻ cũng đang đưa mắt nhìn về hướng của mình mà ngạc nhiên. Hề dáng vẻ của tên này sao biến thành lão già rồi, lẽ nào hắn cũng giống với lão phu? Suy nghĩ một lúc có gì đó sai sai ở đây, không đúng. Ngay lúc này thân hình Tống Vân Tường đột nhiên biến mất, điều này khiến em Loli bên cạnh giật bắn người hốt hoảng nhìn về khoảng trống đó mới nãy còn ở đây mà. Nhận ra được điều bất thường bên dưới trong mắt Đỗ lão chợt sáng lên hốt hoảng nghĩ, tiêu rồi, nhẫn đen mau để ta rời khỏi nơi này. Mệnh lệnh chưa kịp thực thi thì Tống Vân Tường một tay thủ sẵn trận pháp, một tay cứ thế nhằm cổ Đỗ lão chớp nhoáng mà lao tới, trễ rồi bố già. Các mảnh dữ liệu rời rạc tập hợp chuẩn bị phân giải đưa Đỗ lão rời đi bỗng chốc đã bị trận pháp của Tống Vân Tường vây lại. Sự việc xảy ra tích tắc chưa được vài giây, khiến lão ta không kịp phản ứng. Cả thân hình bị nhốt vào bên trong trận pháp chỉ chứa đúng mỗi cái đầu thò ra ngoài nhìn như một con cầy chơi ngu đúc đầu qua cái lỗ mà cái thân vẫn còn kẹt lại. Em Loli bên dưới thấy thế lập tức lượn một vòng mãng nhãn véo cái đã xuất hiện bên cạnh Tống Vân Tường. Cá lọt lưới lần hai thanh niên nhà ta trầm mặt siết chặt hai nắm đấm nhìn thẳng cái lão già trước mặt không nói lời nào. Ngay sau cái nhìn ớn lạnh đó, bàn tay cơ bắp của Tống Vân Tường đã bóp chặt cổ họng Đỗ lão mà tra hỏi. Nói rõ ràng ra cho ta biết người giám sát mà ngươi mới vừa nói là có ý gì, ngươi còn biết chuyện gì nữa hả? Em Loli cũng phụ họa theo, mau nói đi. Đỗ lão hốt hoảng hừ lạnh, lão trầm ngâm suy nghĩ, không đúng. Nghe nói mỗi một kỷ nguyên đều chỉ sẽ xuất hiện ba người giám sát, ngươi nhất định không phải là một trong số ba người đó. Xem ra ngươi chỉ là nhận được năng lực miễn dịch do thức tinh hồi nào đó giống như người giám sát. Lẽ nào những người sống dưới mặt đất vào mấy kỷ nguyên trước không những đã chế tạo được thiết bị ngoại tuyến giống như nhẫn đen, mà còn sáng tạo ra thiết bị có thể phòng ngự nào chăng? Đỗ lão thì cứ suy nghĩ về nước Mỹ mà thanh niên méo có kiêng nhẫn thêm được nữa, cánh tay đang bóp cổ lại càng siết chặt thêm. Cánh tay còn lại thì bóp một cái vào mặt Đỗ lão, cuộc thi vả mặt xem ai chịu đựng giỏi hơn nhưng ở đây chỉ có một mình Tống Vân Tường vả, còn Đỗ lão thì chịu trận. Em Loli kế bên thấy cảnh bạo lực thì cũng xoắn cả bướm hốt hoảng xanh mặt không thôi. Tống Vân Tường cho mày bậm trợn nặng nề gầm giọng, trả lời câu hỏi của ta. Em Loli đang xem phim hành động biểu hiện khuôn mặt từ ngoác mồm sang phim kinh dị miệng không ngừng đánh bù cạp run lẩy bẩy. Trong khi đó Đỗ lão tiếp tục lì đòn không đáp lại lời nào, nhưng ý thức thì thầm than trách, không ngờ mà sao lại bị ta gặp phải chứ. Tinh thần sắc tào nhân còn có thể miễn dịch do thức tinh hồi, Sukarna đúng là xui xẻo. Đỗ là thì tiếp tục suy nghĩ còn thanh niên nhà ta thì và không ngơi nghĩ liên tục bốp bốp hết má trái rồi lại má phải, khiến pha nhí đằng sau nhìn mà không dám nói tiếng nào. Tống Vân Tường tiếp tục gằn giọng nói thẳng mặt tên già xú khí lì đòn trước mặt, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, nói hết mọi chuyện mà ngươi biết, hai là ta sẽ... Chưa kịp nói hết lựa chọn thứ hai thì Đỗ lão bỗng nhiên cười khà 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 khà. Sau đó lão vênh cái mặt bầm dập mà cười khoái chí, ta khuyên ngươi vẫn nên khách sáo với lão phu một chút đấy, he he he. Hầu hạ lão phu vui vẻ rồi thì lão phu có thể nói ra những tình báo mà ngươi muốn biết. Đỗ lão liền đưa ra một vài thứ hấp dẫn mong rằng tên trước mặt sẽ có hứng thú mà đáp lại điều mà lão muốn, chẳng hạn như người giám sát hoặc là tiến sĩ, hay là... Tống Vân Tường cắt ngang lời của lão ta, hắn bảo Đỗ lão, nói cho ta biết ngươi biết những gì về tiến sĩ. Đỗ lão nghe xong ồ lên một tiếng, ngươi muốn biết sao? Nhìn đi vậy thì tình thế bây giờ đã đảo ngược rồi, ta có thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi nhất định phải đồng ý một số điều kiện của ta. Nếu Tống Vân Tường không đồng ý, Đỗ lão sẽ trực tiếp tự sát, thanh niên không những không có được tình báo gì, mà thế giới tinh thần cũng sẽ bị phá hủy trong lúc lão ta tự sát. Lúc đó Tống Vân Tường ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một cái xác không hồn. Liên Thuyên chưa đầy một phút chưa nhận được thỏa thuận thì Đỗ lão tiếp tục ăn ngay cái tát nóng hỏi có vẻ mạnh hơn mấy cái lúc nãy. Tiếng bốp bốp vang lên, em Loli lúc này ghé tai một bên để xem âm thanh sóng động đến thế nào, không ngờ túc chủ của nàng lại kiên định đến thế. Tên già ngu kia còn bày đặt nói điều kiện. Tống Vân Tường hỏi lại lần nữa, ngươi muốn đe dọa ta sao? Em Loli chuyển sang câu có khó hiểu hết đấm rồi lại hỏi, khiến nàng ta không biết Tống Vân Tường đang làm cái gì luôn. Đỗ lão không trực tiếp trả lời mà tiếp tục nâng cái vương miệng vua lì đòn lên mà nói, ta thay đổi ý kiến rồi, bây giờ ngươi nhất định phải dập đầu 10 cái, nếu không thì ta sẽ trực tiếp tự sát. Sự kiên trì của con người có hạn mà lão già Đỗ lão cứ thích nhây với thanh niên, thật ngại quá, ta không có thói quen đánh đố. Nếu ngươi không muốn nói vậy thì ngươi cũng không cần nói nữa, ta vẫn là tự mình tìm kiếm vậy. Kết quả mà lão muốn Tống Vân Tường dập đầu chỉ là mơ mộng viễn vông ngay trước bàn tay nam chính đã thủ sẵn chỗ đầu lão ta. Cùng lúc đó em Loli soạt cái biến mất, mà Đỗ lão lúc bắt đầu sợ hãi giọng nói ấp úng, đợi đã, dừng tay, ngươi đừng ép ta thực sự sẽ tự sát đó. Mặc kệ uy hiếp như thế nào đã thấy bàn tay Tống Vân Tường đặt sẵn cả năm ngón lên đỉnh đầu Đỗ lão. Bắt đầu các ngón tay siết lại, Đỗ lão kinh hãi hét lên, là do ngươi ép ta đấy.
là do ngươi ép đấy nhé. Trong mắt của lão ta con ngươi trợn ngang trợn dọc, tơ máu không ngừng hiện rõ, miệng mồm Đỗ lão phồng to như một quả bom nổ chậm. Tống Vân Tường thêm một xíu lực vào các đầu ngón tay thì cả thân hình Đỗ lão bên trong trận pháp bắt đầu kích ngòi. Một tiếng nổ lớn ầm ầm nổ ra trước mặt Tống Vân Tường, hắc khí màu tím không ngừng bộc phát tỏa ra xung quanh một màu chói lóa cả thân hình thanh niên nhà ta. Luồng khí sau một lúc bắt đầu chuyển từ tím sang xám xịt, không gian thần thức bắt đầu bị móp méo, các ký ức hình ảnh cũng mờ dần dưới tác động của vụ nổ. Những bo mạch tràn trịch đã biến mất, rất nhiều ký ức chỉ còn lại xung quanh chưa tới 10 cái. Em Loli lúc này đã xuất hiện ở một không gian khác, xung quanh là thế giới rực rỡ màu sắc ánh đèn neon, vũ công nữ không ngừng uốn éo. Nhìn bao quát cả phiến không gian này như một vũ trường lộng lẫy, điều đặc biệt là rượu tây đã rót sẵn, những chiếc ghế sofa đã bày trí sẵn sàng, nhưng không thấy ai cả. Em Loli đưa mắt nhìn về xa xa chỗ góc kia xuất hiện một bóng người mờ ảo đang đứng đó. Tiếp tục lượn nhanh một vòng ẻm đã xuất hiện ở chỗ người vừa nãy, lại gần em mới nhận ra chính là Tống Vân Tường đang khống chế trận pháp. Bên trong lại là hình ảnh một Tống Vân Tường khác đang đứng trước vụ nổ vừa xảy ra. Em Loli mới lên tiếng, quả nhiên ta mới nãy đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, thì ra thế giới tinh thần đó vốn dĩ không phải là thế giới tinh thần thực sự của ngài. Tống Vân Tường đưa mắt nhìn sang ẻm cảm thán, hơ, không ngờ lại bị cô phát hiện ra được đấy. Em Loli vênh mặt chảnh chẽ không thèm nhìn hắn mà đáp lại, hừ, với trí tuệ AI của bổn tọa sao có thể bị ngài gạt được chứ. Ánh mắt ma mãnh của em Loli không ngừng đá xéo sang Tống Vân Tường mà thầm nghĩ, đúng là cáo giả mà, không ngờ còn tạo ra một thế giới tinh thần hư cấu ở bên ngoài thế giới tinh thần thực sự nữa. Tống Vân Tường chăm chú đưa mắt liếc nhìn cô nàng mỏ hổn phân tích mà tay vẫn đang khống chế trận pháp. Ẻm tiếc thay cho lão già Đỗ lão, đồ ngu này đúng là đáng thương mà, hắn còn tưởng có thể dùng việc tự sát để phá hủy thế giới tinh thần của ký chủ nữa đấy. Nhưng không ngờ chỉ là nổ tung thế giới tinh thần hư cấu mà thôi. Chứng kiến sự việc vừa xảy ra, em Loli cũng không khỏi khen tên ngu tỏ ra nguy hiểm kia một câu, nhưng tên này cũng đúng là tàn nhẫn với bản thân mà, không hợp là tự sát luôn. Sau đó cô nàng lập tức quay sang hỏi Tống Vân Tường, mà chắc không sao chứ, tên này chắc có tình báo quan trọng mà ký chủ muốn có đấy. Tống Vân Tường nhẹ nhàng đáp lại, không sao, những mảnh vỡ ký ức mà lúc trước ông ta viết vào đã được ta bảo lưu rồi. Hơn nữa tên nguy hiểm giống như vậy, nói không chừng ông ta còn chừa lại đường lui gì đấy. Nếu có thể diệt cỏ tận gốc thì nhất định phải làm cho tới rồi. Nói xong Tống Vân Tường quăn cái cục trận pháp cho em Loli và dặn nàng ta, ta giao những mảnh vỡ ký ức này cho cô nhé, nhớ giúp ta trích xuất ra coi thử có thông tin hữu dụng nào không. Cô ẻm hào hứng bay người bắt lấy. Xong Tống Vân Tường lại nhìn sang em Loli hỏi tiếp, đúng rồi, cô có tên không? Khi được Tống Vân Tường quan tâm, hai mắt em Loli sáng rực lên nhanh nhẹn đáp, có chứ, số 2 AI hỗ trợ siêu trí tuệ hệ thống tinh chủ chính là tên của ta đó. Cái tên dài như sông Trường Giang khiến thanh niên ngán ngẫm tối sầm mặt lại thốt lên, dài quá, có cách xưng hô đơn giản hơn không? Em Loli nghe xong thản nhiên nói, à thì nếu nói về cách xưng hô thì ký chủ đặt một cái tên đi, không sao đâu, muốn xưng hô sao cũng được cả, bổn tọa còn lâu mới bận tâm đó. Tống Vân Tường thấy cô nàng vui vẻ như thế, cũng đặt cho một cái tên cực chất của mấy anh bốn cẳng chuyên làm nhiệm vụ giữ nhà lúc nào cũng mang theo lòng thòng bên người. Cái tên mang đầy tinh trùng và chúng cút vang lên từ miệng thanh niên. Được rồi, dài chó. Nếu cô không bận tâm thì quá tốt rồi. Ẻm vẫn thản nhiên cười hè hè, ừm, có gì mà phải bận tâm chứ. Sau một lúc chúng cút hiện ra trong đầu, cô nàng bắt đầu tuột hết cảm xúc, đài phát thanh không còn rộn rã vui tươi như lúc nãy nữa. Này thì sao cũng được, dái chó chắc cũng được. Đợi đã, dái chó là cái quái quỷ gì hả? Ẻm tá hỏa hét lên xoang xoảng vào tai Tống Vân Tường, biến dùm ta một cái, sao có thể dùng bộ phận không thể diễn tả nào đó của động vật để xưng hô với bổn tọa vĩ đại như ta hả? Không được, tuyệt đối không được. Tống Vân Tường nghe xong ngước lên trên nghĩ một lúc, vậy thì nhóc con. Phan Nhí nghe xong càng điên người mà hét lên ầm ĩ, không được, không được. Tống Vân Tường nhức cả đầu lấy tay xoa mũi tiếp tục nặn óc ra được một cái tên, nhị thông thế nào. Em Loli lúc này nằm lăn lộn đầu sắp nổ tung, gòng người rú lên không được, không được. Cái này không được mà cái kia cũng không ổn, việc đặt tên sao mà nó áp lực quá vậy. Đúng rồi, nếu cô là AI siêu trí tuệ, vậy thì cô nghĩ một vài cái tên xưng hô để ta lựa chọn đi. Nghe vậy cô nàng Loli mới bình tĩnh lại được một xíu, nhưng vẫn còn cay cú với cái tên dái chó lắm. Ngay lập tức ẻm lôi một đống màn hình dữ liệu tay thì chọt mà mắt hằn học nhìn Tống Vân Tường, hừ, ta biết ngay là ký chủ lười biếng này không hề đáng tin một chút nào mà. Thế thì để ta thông qua phân tích số liệu hành vi của ký chủ để đề cử vài cái tên xưng hô vậy. Sau một hồi tìm kiếm hết bảng này tới bảng khác, chân mày của ẻm sắp dựng thẳng đứng mà chưa ra được cái tên nào phù hợp. Sau cùng kết quả trên màn hình hiện ra, ẻm nhanh chóng chọt ngay vào và nói, được rồi, ký chủ có thể lựa chọn một cái tên xưng hô cho bổn tọa trong số những cái này. Mau chọn đi tên ký chủ vô dụng lười biếng này. Tên số 1, đế vương siêu cấp gợi cảm. Cái tên thứ 2, sát thần ảo ảnh sắc hồng. Tên số 3, kim cang hồng chớp nhoáng vô địch khắp vũ trụ. Lần lượt một đống tên xuất hiện tiếp, nào là tiểu hồng, đại hồng, lão hồng, mẹ yêu dấu. Thanh niên nhìn vào mà vãi lìn với con nhỏ này luôn, có cái nickname mà ghê gớm quá vậy. Đã kết thúc tập 201 của bộ truyện tranh Tinh Giáp Hồn Tướng rồi.
Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.